Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Quá Lâm Chi Miêu đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 12 âm lịch vét cạn lộc trời, phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, cuối năm phất nhanh như gió, tiền bạc nhét chật két. Kính thưa quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, nhân sinh trong kiếp con người thật ngắn ngủi, mới đi có được vài bước thôi mà nhìn lại đã quá nửa đời người. Cuộc sống thì cứ luôn không ngừng thay đổi và biến động lên xuống thất thường, khiến cho con người ta phải loay hoay xoay mình để uẩn mình sống theo cái gọi là thời thế. Thế thời, ai cũng mong muốn được bình an hạnh phúc bên gia đình người thân thương, ai cũng muốn được sống một cuộc sống trọn vẹn viên mãn và không cực khổ. Chính vì vậy mà việc biết trước được vận trình của mình trong tương lai sẽ ra sao là điều mong mỏi lớn nhất của tất cả mọi người cho một Quý Mão nào đó. Nếu Quý Mão có thể thay đổi một quyết định nào đó trong cuộc đời Quý Mão, điều đó sẽ là gì? Là lúc Quý Mão lựa chọn công việc mới? Hay là thời điểm Quý Mão trong thành phố bạn sinh sống, lúc Quý Mão quyết định đầu tư, hay khi Quý Mão quyết định bỏ cuộc? Thực ra khi nghĩ sâu về câu hỏi, quá nửa Quý Mão sẽ lựa chọn thay đổi những quyết định về việc gắn bó cuộc đời mình với một ai đó. Cái suy nghĩ cố hữu nếu không gặp người đó cuộc đời mình có lẽ đã khác. Nếu không hợp tác với người đó chắc mọi thứ đã không dở dang thế này. Nếu không tin tưởng người đó chắc sẽ không có những nỗi niềm suy tư. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ thưởng thức của nhân loại. Trong cái thời buổi hiện giờ gặp một ai đó, tin một ai đó, yêu một ai đó, thương một ai đó, chân thành với một ai đó, rồi đổi lại những nỗi đau, những pha lật mặt nhanh hơn lật sách, những tình tiết nhiều khúc chiết lắm mỏi mệt từ nhân tâm, nhân tính, thứ mà ta cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh tiểu thuyết dài kỳ. Về cơ bản Quý Mão không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong quá khứ cả, nên đấy chỉ là một câu hỏi giả định, để Quý Mão ngẫm xem nếp gấp hay ngã rẽ, đưa cuộc đời Quý Mão suy tàn là cái đoạn nào chỉ có vậy, vì không thể thay đổi quá khứ, nên Quý Mão chỉ có thể chấp nhận hiện tại, vui mừng với con người mình ở thời điểm bây giờ. Bao điều trải nghiệm Quý Mão đã có, bao khúc chiếc vướng mắc mà Quý Mão đã trải là cơ sở để hình thành nên cá tính nhân cách nhận thức của bạn ở thời điểm bây giờ. Dựa theo cung chiếu mệnh mới đây nhất, các bậc thầy tử vi đã luận đoán ra được lá số tử vi của những người sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, đúng tháng 12 âm lịch. Vận cát hung trên tất cả các phương diện của cuộc sống, để bản mệnh có thể nắm bắt được thiên cơ mà tránh xa điềm dở, đổi vận giàu sang, ấm no phú quý trong suốt những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Dự báo chính xác tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, tháng 12 âm lịch vét cạn lộc trời, phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục cuối năm phất nhanh như gió, tiền bạc nhét chật két. Thưa quý cô bác Quý Mão, nhiều người nghĩ đến tuổi gần bước qua tuổi 62 là đã đi gần đến cuối đường đời, thế nhưng ít ai biết rằng đây là thời điểm vàng nếu tận dụng được vận may và tránh xa ba điều cấm kỵ này, cả đời tuổi Quý Mão sẽ sống trong an nhàn, sung sướng hết phần đời còn lại. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Đầu tiên là vận trình tổng quan bốn phương diện người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Những người có ngày sinh từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 đến ngày 12 tháng 2 năm 1964 dương lịch thuộc tuổi Quý Mão, cầm tinh con mèo, thiên can quý, kết hợp với địa chi Mão, mang ý nghĩa Quá Lâm Chi Miêu, mèo qua rừng. Tuổi 1963 mệnh kim, kim bạch kim, mệnh kim bạch kim là khái niệm để chỉ một trong sáu nạp âm của hành kim, bao gồm hải trung kim, kiếm phong kim, bạch lạp kim, sa trung kim, kim bạch kim,
và thoa xuyến kim. Trong thuyết ngũ hành bao gồm kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, kim là yếu tố thứ tư, hành kim chỉ về mùa thu và sức mạnh, đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Trong lục thập hoa giáp, kim bạch kim chính là lượng bạc, thỏi vàng nén, là một dạng kim loại đã trải qua quá trình luyện kim, chiết tách để thành kim loại nguyên chất. Nạp âm này còn được gọi là kim loại màu, có thể nói đây là dạng vật chất hội tụ đầy đủ nhất các thuộc tính của kim loại, tinh khiết vô cùng. Nếu như các dạng kim loại còn tiềm ẩn trong biển cả hay trong các mỏ khoáng sản, kim loại đã hình thành khối đều nằm trong ba từ kim bạch kim này. Người thuộc nạp âm kim bạch kim thuộc tuyết người bản lĩnh, quyết đoán, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thách thức trong cuộc sống. Từ tính cách ấy có thể nhận thấy người thuộc nạp âm này sống công bằng, cởi mở, coi trọng lý lẽ và các mối băng giao xã hội, dễ dàng tạo dựng nghiệp lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của cung mệnh này là họ sống thiên về lý trí, ít trò chuyện với mọi người nên đôi lúc cảm thấy bị cô đơn. Nói riêng trong tháng 12 âm lịch này, tuổi Quý Mão âm lịch, dù thành công cũng đừng nên kiêu ngạo. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, thấy cuối năm này người tuổi Quý Mão gặp nhiều may mắn nhưng cũng phải đối diện với không ít nguy cơ. Vì thế cách hành xử đúng đắn nhất là tập trung vào nhiệm vụ, hạn chế lo chuyện bao đồng, đặc biệt không nên khoe khoang, khoác lác với mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy nếu chăm chỉ làm việc, bạn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, thậm chí tìm ra điểm mạnh của bản thân và phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Tuy nhiên dù gặt hái được thành công lớn lao đến mấy, bạn cũng vẫn cần phải giữ sự khiêm tốn lắng nghe, đừng tự phụ cho rằng mình là nhất. Phương diện tài lộc nhìn chung là ổn định, bạn vẫn giữ vững định hướng làm ăn cũ, nên khách hàng không có nhiều biến động, chỉ cần giữ được chữ tín của mình. Hạn chế đôi co với khách hàng thì không lo tiền không chảy về túi, nếu có điều kiện, bạn nên thử sức mình với những lĩnh vực hoặc mặt hàng mới mẻ hơn. Về phương diện sự nghiệp, có thể thấy rằng vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Mão sẽ khá hanh thông trong thời điểm cuối năm này. Dù phải vất vả chạy ngược chạy xuôi thì bạn vẫn giữ vững được phong độ của mình, tạo sự tin tưởng và yên tâm cho lãnh đạo. Dù giữ vị trí hay chức vụ nào đi nữa, bạn cũng hãy tập trung vào nhiệm vụ, như thế thì khả năng của bạn có thể phát huy được ở mức tối đa. Bạn vẫn có thể gây ngạc nhiên và ấn tượng cho người khác ngay cả khi thực hiện những công việc quen thuộc nhất. Nhiều thành tích gặt hái được có thể khiến bạn cảm thấy tự hào về bản thân. Song đừng vì thế mà quên đi lối hành xử khiêm tốn cùng với sự lắng nghe. Nếu ngủ quy trên chiến thắng, bạn sẽ tạo điều kiện cho người khác vượt qua mình, đồng thời trở thành ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa, thiên cẩu còn mang tới họa tiểu nhân rình rập. Nếu bạn vô tình chỉ trích, coi thường người khác, bạn rất có thể chuốc lấy sự thù ghét từ người khác. Kẻ xấu có thể nhân lúc bạn lơ là để chuyện bé xé ra to, gây ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc cướp mất công lao bạn đã bỏ ra suốt bấy lâu nay. Ngoài ra, hãy luôn giữ bình tĩnh khi trao đổi, tranh luận với người khác, hãy thử thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề. Bạn có thể nhận ra được cái hay trong ý kiến của người khác, bởi không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là tối ưu. Về phương diện tài lộc, nhìn chung, theo tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, đường tài lộc của người tuổi Quý Mão ở vào trạng thái khá ổn định trong thời điểm cuối năm. Bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng các nguồn thu vẫn chảy vào túi đều đều, đảm bảo để bạn có thể thoải mái sắm sửa cho năm mới. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của bản thân thì ắt nhận được khoản thưởng nóng, hoa hồng xứng đáng. Nếu tự tin vào những đóng góp của mình cho tập thể thì bạn có thể chủ động đề xuất tăng lương, khả năng được lãnh đạo đồng ý là rất cao. Người làm kinh tế giữ được chữ tín của mình nên lượng khách hàng ghé thăm vẫn ổn định. Tuy nhiên, bạn có thể thử kinh doanh thêm một vài mặt hàng mới xem sao. Bạn có cơ hội thu hút thêm một lượng khách hàng mới nữa, đem về nguồn thu nhập khá triển vọng cho bản thân. Tuy nhiên, sao thiên cẩu khuyên bạn vẫn nên cẩn thận khi trao đổi, hợp tác với các khách hàng, đối tác. Trước khi ký kết hợp đồng hãy xem xét kỹ các điều khoản để tránh vướng phải những thị phi, mâu thuẫn về lợi ích trong tương lai. Cát tinh tả phù khuyên bạn hãy luôn giữ sự tích cực hăng hái trong công việc, tài năng của bạn sẽ giúp bạn dần tìm ra hướng khắc phục mọi khó khăn. Hơn nữa, bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân, đối phương có thể đưa ra cho bạn nhiều gợi ý đắc lực. Về phương diện tình duyên gia đạo, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tiếc rằng con đường tình duyên của người tuổi Quý Mão lại không được hanh thông như sự nghiệp và tài lộc. Có lẽ bạn nên xem lại cách hành xử của mình, chứ đừng mãi đổ tội cho hoàn cảnh hoặc người này, người khác. Với người đã lập gia đình, hai bạn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ, do bạn quá khó tính, thường xuyên xét nét những việc người ấy làm. Có thể những sai sót mà đối phương phạm phải không hề là cố ý,
Vì vậy nếu bỏ qua được thì bạn nên bỏ qua, đừng nên nhắc đi nhắc lại mãi khiến người ấy khó chịu. Bên cạnh đó, bạn cũng phải nhìn nhận lại những mặt chưa tốt của bản thân để có xu hướng sửa đổi, đừng bắt người ấy phải xin lỗi mãi. Để cuộc sống gia đình êm đềm, hai người đều cần phải bao dung và dung hòa với nhau, đừng mãi đòi hỏi từ một phía. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Mão không có biến động gì lớn trong thời điểm cuối năm này. Dù khá bận rộn nhưng bạn vẫn duy trì được nếp sinh hoạt khoa học, vì thế mà tuy có mệt mỏi, song bạn không đổ bệnh, nếu có thời gian dành hãy rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Đồng thời ăn ngủ đều đặn, chớ làm việc quá khuya kẻo gây ảnh hưởng sức khỏe, cuối năm không thiếu được các buổi tiệc tùng liên hoan, tổng kết. Nhưng bạn nên hạn chế uống nhiều rượu bia, ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, không điều khiển phương tiện giao thông khi không tỉnh táo. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác anh chị Quý Mão có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường tử vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường tử vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Quý Mão 1963. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường tử vi nhé. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Nếu chiếu theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi, hỏa khắc kim, can quý bình hòa với can giáp, địa chi mão tương xung với thìn. Trong năm 2024 này, nam mạng Quý Mão sẽ có tình hình tài chính ổn định, nhưng cần lưu tâm về sức khỏe nhiều hơn so với năm cũ. Sức khỏe sẽ cải thiện hơn nếu bản mệnh sống tích cực, tạo niềm vui cho bản thân và gia đình, biết quý trọng sinh mệnh, bao dung cho người khác thì bản mệnh sẽ được nhận lại những điều thiện lành. Vận trình tử vi của nam Quý Mão 1963 trong năm Giáp Thìn có cơ hội lẫn thử thách, điều này nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng cần hướng thiện tu tâm, chủ động giúp đỡ người xung quanh, ngày ngày chăm chỉ gieo duyên lành thì cả năm sẽ gặt được trái may mắn. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam mạng tuổi Quý Mão 1963 đã ở độ tuổi nghỉ hưu, chuyển từ công việc ngoài xã hội về với vai trò chính là công việc trong gia đình, là người sống khôn ngoan đức độ, luôn nghĩ và làm nhiều cho con cháu, nên nam mạng Quý Mão cũng truyền đạt được nhiều trí tuệ, đạo đức, giúp thế hệ sau phát triển hơn. Đôi lúc, công việc trong gia đình sẽ khiến nam Quý Mão cảm thấy có nhiều bận rộn, không ngơi suy nghĩ, tuy nhiên chỉ cần giữ được thái độ điềm tĩnh và suy nghĩ thuận theo tự nhiên, thì thân và tâm chủ mệnh sẽ được bình an. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Quý Mão được đánh giá là ổn định, có cơ hội gia tăng thu nhập nhờ quý nhân giúp đỡ. Những khoản đầu tư tiết kiệm hàng tháng cũng đều đặn sinh lời, giúp người này được thảnh thơi khi tiêu dùng hàng ngày mà không cần phải lo toan nhiều. Ở độ tuổi 62, nam Quý Mão cần phải luôn giữ cho nguồn tài chính của mình trong vòng an toàn, chỉ đầu tư ở những lĩnh vực bản thân có kiến thức. Nếu biết quản lý tiền bạc cẩn thận, lấy cần kiệm làm gốc rễ, thì tài chính sẽ luôn dư giả. Năm này mệnh chủ hãy chi tiêu cho sức khỏe bản thân mình một cách xứng đáng. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Quý Mão sẽ đón tin vui thêm người thêm của, để gia đình luôn vui vẻ. Bản mệnh nên bao dung nâng đỡ và chia sẻ nhiều hơn với con cái và người thân bên mình. Vào những dịp gia đình sum họp, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, hỏi han trò chuyện với nhau, thêm những cử chỉ động viên, bớt đi lời trách móc giận hờn, thì chắc chắn rằng tình cảm giữa các thành viên thêm yêu thương gắn kết. Dù là năm 2024 hay những năm sau này, hãy luôn chú tâm về gia đình mình, dù có những mâu thuẫn xảy ra nhưng chỉ cần mệnh chủ biết bài trừ tâm nóng giận, nói năng cẩn trọng và biết cách bình tĩnh lắng nghe thì mọi việc sẽ được giải quyết. Bước sang tuổi 62 nên cơ thể của nam mệnh Quý Mão có thể xuất hiện một số dấu hiệu suy nhược, xương khớp đau nhức, vì thế mệnh chủ nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống sinh hoạt và rèn luyện thể lực hàng ngày để khí huyết lưu thông tốt, sức đề kháng theo đó cũng tăng lên, ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, vận động đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý sẽ là bí quyết sống khỏe cho nam Quý Mão trong năm 2024. Hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe ngay ở thời điểm hiện tại và kiên trì mỗi ngày, mệnh chủ sẽ nhận thấy những dấu hiệu cải thiện rất tích cực. Dự đoán trong năm 2024 này, nữ Quý Mão sẽ gặp nhiều thuận lợi và cả những thách thức, làm việc gì cũng cẩn thận suy xét.
ngay thẳng chính trực thì sẽ có quý nhân giúp đỡ giải quyết mọi vấn đề, công việc năm nay duy trì ổn định nhẹ nhàng. Vận trình tử vi nữ tuổi Quý Mão 1963 trong năm Giáp Thìn thiên về sự bình an, thong dong tự tại, không bon chen với đời. Mệnh chủ quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần, tu dưỡng tâm tính, ăn chay niệm Phật, đó cũng là niềm vui tuổi già của tuổi Quý Mão nữ mạng. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Quý Mão 1963 chủ yếu quay về thực hiện vai trò trong gia đình. Tự tâm bản mệnh có ý thức trách nhiệm lớn trong mọi công việc, hoạt động cộng đồng nhiều hơn, khởi duyên tạo phúc để giúp mọi thứ xung quanh tốt đẹp lên. Ở độ tuổi này, công việc không còn là mối bận tâm đối với nữ tuổi Quý Mão nữa. Nếu có tiếp tục làm việc, phải chăng cũng để tránh sự nhàm chán rảnh rỗi. Tâm thế làm việc túc tắc, nhẹ nhàng, không mưu toan nhiều cũng giúp Quý Mão nữ mạng sống ung dung thảnh thơi hơn. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Quý Mão vẫn trên đà ổn định. Mệnh chủ sớm đã có những kế hoạch dự phòng chuyện tiền bạc, quỹ lương hưu để tiết kiệm hàng tháng. Nhờ vậy mà khi về già, tài chính có phần vững vàng, không phải lo lắng nhiều khi vật chất đủ đầy. Lời khuyên cho bản mệnh là nên đầu tư cho việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong để luôn minh mẫn, sáng suốt. Trong chuyện tiền bạc cũng nên thận trọng tránh cho người không tin tưởng vay mượn. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Quý Mão sẽ có một số vấn đề cần giải quyết để gia đình thêm yêu thương gắn kết. Mệnh chủ nên bao dung, chia sẻ, vì mọi người và vì chung của gia đình, làm gương cho thế hệ sau thì gia đạo sẽ đúng chuẩn mực. Dù là năm Giáp Thìn hay sau này, hãy luôn dành tình yêu thương to lớn cho các thành viên trong gia đình, hạn chế sự trách móc để tâm tính cao thượng hơn. Và may mắn sẽ đến, dù có những việc trục trặc, nhưng khi biết điềm tĩnh, thông cảm cho người khác thì vạn sự sẽ như ý. Bước sang tuổi 62, nên cơ thể nữ Quý Mão có thể gặp phải tình trạng lão hóa, mệt mỏi hoặc đau nhức xương khớp. Dù đây là dấu hiệu tuổi tác thông thường, nhưng bản mệnh không nên chủ quan, cần dành cho chính mình nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn, tập thể dục với cường độ phù hợp, duy trì thói quen ăn uống đủ chất, ngủ đủ 8 tiếng, sẽ đem lại cho mệnh chủ sức khỏe tốt năm 2024 và về lâu dài, hãy bắt đầu bằng cách lên kế hoạch cho lối sống lành mạnh. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Mão tháng 12 âm lịch 2023. Tiếp nối tử vi tuần trước, tuổi Quý Mão cần giữ thái độ khiêm tốn và tỏ rõ tinh thần cầu thị trong tuần này. Cơ hội và thách thức luôn song hành, nếu đủ bình tĩnh bạn sẽ nhìn ra đâu là điều thích hợp dành cho mình. Trong công việc, hãy chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, thận trọng trong lời nói và hành động, đừng nóng nảy bởi may mắn của bạn lúc này không có nhiều. Đặc biệt khi giải quyết vấn đề hãy làm mọi thứ một cách chậm rãi và đảm bảo chất lượng cao nhất, hãy luôn mở rộng tầm mắt và bạn sẽ tìm thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. Với sự giúp đỡ của những người quen biết, bạn sẽ mở ra những bước ngoặt mới, ngay cả khi khả năng của bạn còn hạn chế thì cơ hội vẫn đang chờ bạn khai thác. Về tài chính, đầu tuần có hung tinh kiếp tài tác động, bạn nên tập trung vào các kế hoạch tiết kiệm hơn là chi tiêu phung phí hay hưởng thụ xa hoa vào thời điểm này. Mặc dù hiện tại thu nhập của bạn có thể không cao lắm, nhưng chỉ cần bạn quản lý tốt, bạn sẽ dần dần nhận thấy thu nhập của mình đã âm thầm thay đổi rất nhiều. Đối với những người độc thân, bạn có thể bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với người khác giới, chỉ cần bạn luôn tự tin vào bản thân, thì sức hút sẽ tăng vọt. Còn đối với những người đã có đôi thì mối quan hệ của các bạn sẽ càng sâu đậm hơn khi cùng nhau vượt qua khó khăn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, sửu, con số may mắn, nam 7, 63, 18, 86, nữ 8, 52, 29, 97. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Mão tháng 12 âm lịch 2023. Với người tuổi Quý Mão có sao tốt Thái Dương xuất hiện, dự đoán bản mệnh sẽ gặp vận may tương đối tốt trong tuần này, con giáp này có nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân của ngày hôm nay. Hơn nữa bạn còn truyền cảm hứng cho người bên cạnh, bạn bè xung quanh bạn dường như cũng nhận thức được sự thay đổi này ở bạn, và họ sẽ trở nên tự giác và tích cực hơn dưới ảnh hưởng của bạn, có thể có một số đột phá và tiến bộ trong công việc. Bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Dù vậy bạn được nhắc nhở nên thận trọng trong quá trình trao đổi công việc. Dù sao trong môi trường nhiều cạnh tranh, ai cũng quan tâm tới lợi ích của bản thân đầu tiên, không phải ai cũng đối xử tốt với bạn bằng cả trái tim và tâm hồn. Vận tài lộc cũng tương đối suôn sẻ,
nhưng hãy cẩn thận đừng đầu tư quá mạnh tay vì hung tinh thiên quan vẫn có thể gây sóng gió bất chợt. Thời điểm này bạn nên tập trung vào các lĩnh vực mà mình vốn đang làm tốt, phát huy trên cơ sở sẵn có, hạn chế mở rộng hay dấn thân vào lĩnh vực mới hoàn toàn. Về mặt tình duyên, bạn sẽ có sự tương tác và thấu hiểu tốt hơn với nửa kia của mình, mối quan hệ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Đối với những người muốn kết hôn, sinh con hoặc thoát khỏi tình trạng độc thân, sẽ có những vận may đến đúng lúc. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, con số may mắn, nam, 4, 81, 33, 46, nữ, 2, 29, 98, 50. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Mão tháng 12 âm lịch 2023. Vận khí của tuổi Quý Mão trong tuần này tương đối ổn định, mọi việc tiến triển thuận lợi, mặc dù có thể không khả quan lắm về mặt kiếm tiền, nhưng hiệu suất của bạn ở các khía cạnh khác vẫn tốt. Chỉ cần bạn có sự kiên nhẫn và quyết tâm, thì thời gian sẽ cho bạn câu trả lời. Hãy mạnh dạn thử những điều mới và đừng sợ thất bại. Đầu tuần được cả thiên ấn và chính ấn độ mệnh, đây là thời điểm thuận lợi để triển khai các kế hoạch công việc quan trọng. Càng về cuối tuần vận khí càng giảm, có thể có một số thách thức và áp lực trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ bình tĩnh và tập trung, bạn có thể xử lý tốt mọi tình huống. Tình hình tài chính của bạn có thể không được tốt lắm trong tuần này, bạn sẽ cần dành nhiều thời gian và công sức hơn để cân bằng thu nhập và chi tiêu của mình. Bên cạnh đó, đừng quên quản lý chi tiêu và chi tiêu có chừng mực để đảm bảo không rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Đời sống tình cảm của bạn tương đối suôn sẻ trong tuần này. Nếu bạn còn độc thân, đây là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ một số người bạn mới. Nếu bạn đã có một mối quan hệ, giữa hai bạn sẽ có sự hòa hợp hơn trong tuần này. Chỉ cần các bạn tiếp tục trò chuyện và quan tâm đến nhau, thì mối quan hệ của các bạn sẽ ổn định hơn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xám, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, con số may mắn 5, 4, 0, 2, 67, 81, nữ, 2, 46, 55, 29. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Mão tháng 12 âm lịch 2023. Những người bạn tuổi Quý Mão sẽ đón vận may về phương diện tình cảm trong tuần mới, nhờ sao Bách Việt che chở, nhân duyên khởi sắc rất có lợi cho người độc thân. Bạn nên tự tin và mở lòng mình hơn để đón nhận những điều mới mẻ. Nếu đã có người trong lòng, bạn cũng nên dũng cảm bước đi và thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Về mặt công việc, có một số đột phá, tiến triển trong các kế hoạch mà bạn theo đuổi sát sao bấy lâu. Công sức được đền đáp giúp bạn thêm tự tin vào lý tưởng mình đang theo đuổi, đồng thời các mối quan hệ của bạn bắt đầu được cải thiện và bạn có cơ hội hợp tác, ký kết những bản hợp đồng có giá trị. Vận may tài chính của bạn có thể không ổn định trong tuần này và thu nhập của bạn sẽ tăng chậm. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và kiên trì sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trọng tâm bây giờ là tiết kiệm tiền, lập kế hoạch tài chính hợp lý và đặt nền móng cho tương lai. Phương diện sức khỏe cũng không được chủ quan trong tuần này, thường xuyên làm việc và bỏ bê cơ thể khiến bạn có thể cảm thấy hơi mệt mỏi, kiệt sức. Cả về thể chất lẫn tinh thần, cần lưu ý rằng việc duy trì thời gian ngủ đủ giấc và xây dựng chế độ ăn uống hợp lý là rất quan trọng để cơ thể hồi phục. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh lục, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, con số may mắn, nam, 1, 83, 31, 47, nữ, 5, 12, 94, 51, 11. Nhân sinh cảm ngộ. 11 câu nói triết lý nhân sinh kinh điển nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. 1. Có nỗi khổ không nói ra được, đó mới là khổ thực sự. Thiên Long Bát Bộ, nỗi khổ có thể nói ra được thì không được coi là khổ, nỗi khổ không nói ra được mới là khổ thực sự. Khi nỗi khổ đè nặng trong lòng, nếu như có người tâm đầu ý hợp hay có người tri kỷ tri âm để nghe ta thổ lộ tâm tư thì nỗi lòng ấy đã nguôi ngoai đi rất nhiều rồi. Khổ nhất là không biết thổ lộ cùng ai, đó mới là khổ thực sự. Lâu dài, dai dẳng, không ai hiểu chỉ mình ta hết lần này đến lần khác nếm trọn nỗi cay đắng trong lòng. 2. Làm người có thể lơ mơ thì cứ lơ mơ, cuộc sống hãy buông lỏng hết cỡ. Lộc đỉnh ký, nhân thế hỗn độn, sự đời rối ren, lòng người đen trắng nào ai sáng tỏ. Nếu cầu toàn trách bị quá, truy cầu hoàn mỹ quá, hay xét nét người quá, thì sẽ chỉ thấy căng thẳng bất hạnh và khổ đau. Thế giới quá rộng lớn,
sao cứ phải ngụp lặn mãi trong những chuyện thị phi, cho nên cứ lơ mơ một chút, buông xả một chút, rất có thể con đường phía trước sẽ là một chân trời bát ngát hương hoa. 3. Thông minh quá ắt tổn thương, tình sâu quá ắt tổn thọ, mạnh mẽ quá ắt chịu nhục, vậy nên hãy là người quân tử khiêm nhường, ấm áp như ngọc sáng, thư kiếm ân cừu lục, bốn lửa thiêu thân xác, lửa thiêng rừng rực, sống có gì vui, chết có gì khổ, hành thiện trừ ác còn mãi sáng soi, hoan lạc sầu bi đều về cát bụi, thương thay thế nhân lo nghĩ ưu sầu, ỷ thiên đồ long ký. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.